Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách tạo ra một cái video y như các bạn vừa xem. Rồi, để làm được một cái video như thế, các bạn chuẩn bị cho mình. Thứ nhất là các bạn sẽ vào cửa hàng Sếp Play nè. Nó các bạn tải cho mình cái ứng dụng là KaiMaster. Rồi, cái thứ hai là các bạn cần chuẩn bị cho mình là hiệu ứng video 17.k. Cái này mình để dưới phần mô tả của video. Các bạn cứ ấn vào link và tải nó về ha. Rồi, cái thứ ba nữa là các bạn chuẩn bị những tấm ảnh để mình làm video ha. Sau khi các bạn chuẩn bị được ba cái vật liệu đó rồi, bây giờ mình sẽ mở KaiMaster lên. Rồi, ở đây thì các bạn chọn tỷ lệ là 16, 9. Xong các bạn sẽ chọn nhập dự án. Ở đây thì các bạn chọn OK. Rồi, các bạn thấy hiệu ứng video 17.k. Đây, chọn vào hiệu ứng video 17.k này. Rồi, bây giờ nó đã xuất hiện một cái giao diện y như vậy. Các bạn chỉ việc thay đổi hình ảnh là xong. Rất là đơn giản nha các bạn. Cái này là mình đã làm sẵn cho các bạn chỉ thay hình ảnh thôi. Đây, những cái hình ảnh dưới đây. Đây, những cái này các bạn thay những bức ảnh của mình là OK. Bây giờ mình sẽ thay một đến hai bức ảnh hoặc là ba bức ảnh để cho các bạn cùng tham khảo ha. Các bạn sẽ nhấn vào cái chỗ bức ảnh nè. Rồi, các bạn nhấn vào chữ thay thế nè. Rồi, ở đây thì các bạn chọn cái thư mục mà các bạn để những bức ảnh. Được chưa? Những bức ảnh bạn để ở đâu thì các bạn cứ vào đó rồi chọn một bức ảnh bất kỳ ha. Nè, như mình chọn đây. Rồi được chưa? Nếu trường hợp bức ảnh này nó nhỏ hoặc nó bự hơn thì các bạn có thể điều chỉnh đây. Nó lớn nhỏ hoặc là xoay. Đó, cái đó tùy thêm mình điều chỉnh cho nó phù hợp với cái ô mà cái khoảng trống đây nha các bạn. Rồi, vậy là bức ảnh đầu tiên mình đã thay thế xong ha. Rồi tiếp bức ảnh thứ hai nè. Đó, bây giờ các bạn vẫn chọn vào chữ thay thế nè. Tìm bức ảnh của mình. Đó, mình chọn bức ảnh này ha. Nó như bức ảnh này nè, nó đâu có lắp được cái ô tròn này đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ phóng to nó lên. Đó, phóng to lên rồi điều chỉnh đó. Đấy, chưa đủ ha, phóng to tí nữa. Đó, như vậy. Đây bạn phía thấy bên tay trái nó có một cái góc. Nó nhìn không đẹp, bây giờ mình sẽ cắt cắt một phần này. Đó, đó. Rồi, vậy là OK ha. Vậy là cũng tương đối. Rồi. Tùy cái bức ảnh của các bạn mà các bạn điều chỉnh cho nó phù hợp với cái video nha các bạn. Rồi, tiếp tục cái bức ảnh thứ ba nè. Mình vẫn chọn chỗ thay thế nha các bạn. Rồi, tìm bức ảnh mình cần thay thế. Đó, chọn bức ảnh. Rồi. Ở đây nó hơi nhỏ thì mình cứ phóng to nó lên. Đó. Điều chỉnh đến khi nào phù hợp thì thôi. Đó, cái này là vừa nhưng mà nó vẫn lún ngoài đây một chút xíu, mình cắt nó cho nó gọn nha các bạn. Những chút cắt nè. Rồi. Như vậy là xong hết các bạn. Cũng khá là đơn giản này, các bạn chỉ việc thay thế hình ảnh thôi. Đó. Bây giờ mình xem thử. Bây giờ mình xem lại ha. Đó. Rồi, rất là OK nha các bạn. Rồi. Nói chung là những bức ảnh còn lại các bạn làm tương tự như vậy là các bạn sẽ có được một cái video ưng ý. Xong rồi thì các bạn cứ ghép nhạc của mình vào. Đó. Ghép nhạc thì nhấn vào âm thanh. Rồi chọn những bài hát mà các bạn đã lưu trong thư mục của mình. Rồi, vậy là xong hết các bạn. Rồi, mình tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.